Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 12 tháng 10 2023 giá ổn định. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định ở mức cao. Theo các anh em thương lái, lượng gạo về ít hơn so với ngày hôm qua. Giá gạo tùy chất lượng và khu vực, giao dịch lúa thu đông có đều, giá tham khảo trong khoảng 10-15 ngày trở lại. Giá cụ thể hôm nay như sau. Tại An Giang, nếp An Giang 7.000 tới 7.100, nếp Long An 7.100 tới 7.200, OM 380 7.800 tới 8.000 đồng, IR 504 7.900 tới 8.100, Nàng Hoa 7.900 tới 8.100, Đài Thơm 8 8.100 tới 8.300, OM 5451 7.900 tới 8.100, OM 18 8.100 tới 8.300, OM 4900 7.800 tới 8.000 đồng. Tại Kiên Giang, IR 504 7.900 tới 8.100, OM 380 7.800 tới 8.000, Đài Thơm 8 8.100 tới 8.300, OM 5451 7.900 tới 8.100, OM 18 8.100 tới 8.300, Nàng Hoa 7.900 tới 8.100, RVT 7.700 tới 7.900, DS1 7.300 tới 7.400, ST21 8.200 tới 8.400, ST24 25 8.500 tới 8.600, OM 34 7.500 tới 7.600, Jasmine 7.800 tới 8.100, Trabonica 7.300 tới 7.400. Tại Cần Thơ và Hậu Giang, OM 380 7.800 tới 8.000 đồng, IR 504 7.900 tới 8.100, Nàng Hoa 7.900 tới 8.200, Đài Thơm 8 8.100 tới 8.300, OM 5451 7.900 tới 8.000, OM 18 8.100 tới 8.300, ST21 8.200 tới 8.400, ST24 25 8.400 tới 8.600, Jasmine 8.000 tới 8.300, Trabonica 7.300 tới 7.400. Tại Đồng Tháp, OM 380 7.800 tới 8.000, IR 504 7.900 tới 8.100, Nàng Hoa 7.900 tới 8.200, Đài Thơm 8 8.100 tới 8.300, OM 5451 7.900 tới 8.100, OM 18 8.100 tới 8.300, OM 4900 7.800 tới 8.000 đồng, nếp An Giang 7.000 tới 7.100, nếp Long An 7.100 tới 7.200. Tại Sóc Trăng, OM 380 7.400 tới 7.600, Đài Thơm 8 7.700 tới 7.900, IR 504 7.500 tới 7.700, OM 4900 7.600 tới 7.900, OM 5451 7.700 tới 7.800, OM 18 7.700 tới 7.800, Tài Nguyên 7.600 tới 7.800, RVT 7.700 tới 7.900, VNR 20 7.600 tới 7.900, ST21 8.000 tới 8.200, ST24 25 8.300 tới 8.600, DS1 7.300 tới 7.400. Tại Bạc Liêu và Cà Mau, Đại Thâm 8 7.700 tới 7.900, IR 504 7.500 tới 7.700, OM 4900 7.600 tới 7.900, OM 5451 7.600 tới 7.800, OM 18 7.700 tới 7.800, Nàng Hoa 7.800 tới 8.000 đồng, RVT 7.700 tới 7.900, ST24 25 8.400 tới 8.600. Tại Long An và Tiền Giang, nếp Long An 7.100 tới 7.200, IR 504 7.800 tới 8.000, Đài Thơm 8 8.100 tới 8.300, OM 5451 7.900 tới 8.100, OM 18 8.100 tới 8.300, ST21 8.000 tới 8.200, ST24 25 8.200 tới 8.600, Nàng Hoa 7.900 tới 8.100, RVT 7.700 tới 7.900. Tại Vĩnh Long và Trà Vinh, IR 504 7.800 tới 8.000 đồng, Đài Thơm 8 8.100 tới 8.300, OM 5451 7.900 tới 8.100, OM 18 giá 8.100 tới 8.300. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.